cuốn con xa. Một chiều thu gieo lá úa, buồn rê rất nhớ thu xưa. Tôi biết em chiều gió mưa. Người đi về đâu ngăn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi lắm xa, chiều thu giăng lối cô đơn, nghe tiếng mưa rồi chưa cha. Mà bóng chiều phai đi đâu, mà gió tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn Thị Sương với ca khúc Thu Ca. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời giám khảo. Xin cảm ơn bé cháu nội và gửi một sự cổ vũ rất là phải nói là rất là trân trọng phải không ạ, của từ phía gia đình để các thí sinh chúng ta hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Và giờ đây sẽ là phần nhận xét của giám khảo Phan Hồng Sơn ạ. Chào chị Sương. Ê bé. Đây là chắc là cháu nữa. Cháu nha, cháu nội quý quá. Anh nói là chị Sương hát ở thể loại này tương đối rất là hoàn thiện. Chắc là hoàn thiện đầu tiên là về nhịp. Đã nói là người siêu vũ thì hầu như là phải rất cái thể hiện về nhịp phải tốt. Cái siêu ca phải thể hiện mình là một người đã từng khiêu vũ, đã là nghệ sĩ, khiêu vũ đại đại thế.
chỉ làm cái phần đó thôi. Nói chung là những bài dạng này á, dạng tango rồi basso đốt, thì nói chung mấy cái này á, thì cái cách hát chỉ hát dạng này tương đối dễ thuyết phục được người nghe. Tôi không biết là để giám khảo đây khó tánh lắm đấy, mà thấy cười hoài. Dạ, cảm ơn anh giám khảo. Cái thứ hai á, chỉ có một cái ưu điểm á, mà chỉ phân biệt được giữa hai phần của bài, tuy rằng là nhạc rất đều đặn thôi, nhưng mà chỉ có phân biệt được để có cái đoạn sau tương đối nó lôi cuốn hơn cái đoạn đầu, cái đó là cái quý. Mà giá như chị ta khiêu vũ thì đương nhiên khiêu vũ phải có bạn cùng nhảy ha. Thế nhưng mà khổ cái là bài hát thì hát bằng đơn ca của mình một mình. Giá như chỉ có cái phần độc một chút, nó chỉ cần nó chia từng câu, nhìn về từng hướng nó đã khác. Mà chị cứ thẳng hình đứng độc có một chỗ, nó mất đi cái của tango, nó mất đi bao nhiêu cái của nhịp điệu đó. Mà chính bài này nó hay, thế đương nhiên lời là nó hay rồi. Bài này đã làm bài cũng là đi vào gọi là bài mẫu đó, thường cho cả kể cả khiêu vũ. Tôi cũng có cái được dự kiến cũng mấy lần rồi. Chúc mừng chị. Xin cảm ơn những phần góp ý nhận xét của ban giám khảo, và hy vọng những lời góp ý nhận xét của ban giám khảo cũng đúc thêm kinh nghiệm cho tất cả các thí sinh của chúng ta ở đây. Và giờ đây sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Trần Thị Sương mang số danh 69. Giám khảo Long Sơn 9,5, giám khảo Phan Hồng Sơn 9,5, giám khảo Hải Phong 9,7, giám khảo Minh Hiếu 9,5 và giám khảo Anh Tuấn 9,5. Xin chúc mừng thí sinh Trần Thị Sương ạ.